Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi vừa về một cặp loa Bow. Và cái model này cũng rất là hiếm nha quý vị, Inter Audio 3000XL nha. Và cặp loa này quý vị ngoài nghe nhạc thì chúng ta cũng có thể karaoke được luôn. Với cái thiết kế thì không, nói chung là kiểu vừa vừa thôi. Nhưng mà so với Bow như vậy, Bow lớn hơn, nó to hơn những cái dòng 301 quý vị ạ. Và với mức giá ngày hôm nay chỉ 7.200.000 quý vị. Nhưng mà rất là hay nha quý vị, phải nói cực kỳ hay. Cái loa trép quý vị thấy không? Rất là lớn. Hồi xưa giờ mình bán thì loa trép lớn như vậy rất là ít nha quý vị. Và nó đẹp mướt mượt mượt, rất là đẹp luôn quý vị. Với một loa bass với đường kính 20, găng này còn luôn nha. Đây, và cái màn của nó là màn màu gạo lứt nha quý vị, màu huyết rồng nha. Hình thì bi up lên Zalo. Lưới đây nè quý vị. Lưới nè. Lưới nguyên bản của nó nha. Còn cái tem mà nó nằm trên đây, quý vị thấy con tem rất là giá trị không? Đây, còn cái model và thông số thì nó nằm ở mặt trước. Inter Audio 3000XL. Âm ly cho phép là từ 10W trở lên là đánh được rồi quý vị. Công suất tối đa là 75W nha. Trở kháng là 4-8 ohm. Còn số seri nè, nơi sản xuất là Made in châu Âu nha quý vị. Lỗ thông hơi nằm phía trước, cực kỳ đẹp luôn. Mức giá 7.200.000. Thì cái dòng đời cao hơn, cái dòng lớn hơn của nó thì cái dòng 4.000 thì giá nó cao hơn. Nhưng mà hôm nay thì chỉ có 3.000 thôi. Nhưng mà chất âm quý vị đánh rất là hay luôn quý vị. Đây nè, con tay của nó số seri là nó khắc luôn lên nha quý vị. Đây, thùng vách nè. Nó nặng 7kg thôi nha quý vị. 7kg trên một thùng. Đây, chưa bao giờ của những cái dòng Bow mà quý vị hay thấy nó có cái con tem này đâu. Inter Audio này, Bow này. Đây, tem riêng của nó nha quý vị, chỉ có cái dòng này mới có cái con tem này thôi quý vị ạ. À, bây giờ bây đo sơ kích thước. Chiều ngang là 29 chiều ngang. Chiều rộng à, chiều sâu là 21 chiều sâu. Và chiều đứng là 46.5. Bây giờ thử một bài nhạc cho quý vị nghe, có một đôi duy nhất và mức giá là 7.200.000 nha quý vị. Sớm số điện thoại của mình là 0907 386 304 nha quý vị.